Với hơn 1.500 học viên sinh viên Việt Nam viết tiếp hành trình tri thức mỗi mùa khai giảng, Pháp luôn là điểm đến giàu sức hút được cộng đồng du học sinh nước ta lựa chọn. Đất nước nằm ở trung tâm châu Âu đem lại hệ thống khóa học phong phú, bằng cấp mang giá trị toàn cầu, cơ hội làm việc và định cư dài lâu sau tốt nghiệp tại khắp những khu vực phát triển. Đầu thập niên 80, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai nước đã hình thành. Tới nay, các đại học ở Pháp mở nhiều chương trình liên kết đào tạo nhất tại Việt Nam, là đối tác tin cậy của nhiều trường trong nước. Hiện có hơn 7.000 du học sinh Việt Nam học tập, nghiên cứu lẫn làm việc ở các vùng miền nước Pháp, chiếm gần 23% tổng lượng sinh viên quốc tế nơi đây. Nhằm giúp học sinh sinh viên cùng phụ huynh tìm hiểu nền giáo dục tiên tiến cũng như lan tỏa tinh hoa văn hóa Pháp, Campus France Việt Nam trực thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa tổ chức triển lãm giáo dục Đại học Pháp 2023. Quý vị và các bạn, hiện tại thì Thúy Ngân đang có mặt tại triển lãm giáo dục Pháp do Đại sứ quán Pháp và Campus France tổ chức, và đây là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất trong năm. Đến đây thì các bạn sinh viên có thể gặp được đại diện của 36 trường đại học đến từ Pháp, và các bạn có thể tìm hiểu rất là nhiều điều về thủ tục nhập học cũng như là các ngành học tại Pháp, và đặc biệt là các bạn còn có cơ hội gặp gỡ với các bạn cựu sinh viên, cựu du học sinh đã từng học tại Pháp và lắng nghe những kinh nghiệm trong quá trình du học Pháp. Sau đây thì mời quý vị cùng đến với những hoạt động tại triển lãm giáo dục Pháp năm nay quý vị nhé. Trong khuôn khổ triển lãm, các hội thảo theo từng chuyên đề như học bổng, thị thực, khởi nghiệp, ôn luyện tiếng Pháp đã cập nhật những chính sách, lưu ý mới nhất khi sang Pháp du học. Bên cạnh đó, hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam đang ấp ủ dự định du học Pháp không chỉ được tư vấn giải đáp trực tiếp nhiều băn khoăn thắc mắc bởi đội ngũ chuyên viên của Campus France Việt Nam, mà còn kết nối chia sẻ trò chuyện với các cựu du học sinh là thành viên của France Alumni Việt Nam để tích lũy thêm kinh nghiệm nâng cấp bản thân toàn diện sau khi quen dần nhịp sống tại Pháp. Nối tiếp các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng tôi mang triển lãm giáo dục Đại học Pháp trở lại. Giữ vững tinh thần mến khách vì Young for New en France, chúng tôi hy vọng sự kiện lần này giới thiệu rõ nét những cơ hội ấn tượng mà các bạn trẻ Việt Nam có thể trải nghiệm trong không chỉ những chuyến tham quan mà cả quá trình học tập ở từng vùng đất thơ mộng của Pháp. Với mảng giáo dục đại học, hai nước chúng ta đã cùng nhau đạt thành tựu nổi bật trên nhiều phương diện. Về phía Tổng lãnh sự quán Pháp, chúng tôi thường xuyên ưu tiên xem xét đơn xin visa cho người học Việt Nam. Riêng Campus France Việt Nam luôn đồng hành cùng sinh viên ngay từ giai đoạn xây dựng kế hoạch du học ở Pháp. Chúng tôi cam kết muôn vàn quyền lợi khi đến Pháp như đảm bảo bữa ăn, ổn định nhà ở, cung cấp bảo hiểm xã hội, v.v. được áp dụng với sinh viên Việt Nam tương tự sinh viên bản xứ. Sau dịp này, chúng tôi rất trông đợi những bạn trẻ Việt Nam tài năng tới Pháp nhiều hơn nữa. Chúng tôi hiểu vấn đề di chuyển lẫn nhu cầu sinh hoạt lúc theo học tại Pháp đòi hỏi nhiều chi phí. Để người học thêm an tâm, chúng tôi đã dành riêng học bổng France Excellence mỗi năm học cho sinh viên Việt Nam thuộc một số chuyên ngành. Nhiều trường, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp cũng mang đến những chương trình học bổng, gói hỗ trợ hấp dẫn mà sinh viên quan tâm nên tham khảo. Năm nay, chương trình diễn ra với quy mô lớn qua hơn 7 giờ đồng hồ. Đại diện của 36 cơ sở giáo dục Đại học Pháp và Pháp Việt gồm 4 trường chuyên ngành ẩm thực, khách sạn, nghệ thuật sáng tạo, 6 trường kỹ sư, 18 trường thương mại, quản lý và 8 trường tổng hợp đã giới thiệu chi tiết chương trình đào tạo các bậc từ cử nhân đến tiến sĩ ở nhiều lĩnh vực như khách sạn, thiết kế sáng tạo, nghệ thuật ứng dụng, kỹ thuật hàng không vũ trụ. Tiên phong đưa kỹ thuật hàng không vũ trụ vào giảng dạy trên thế giới, Viện Đại học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Isaac Shapiro được ủy quyền cấp bằng tiến sĩ liên kết với 6 trường đào tạo tiến sĩ công nhận bởi Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới. Dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng, ngôi trường hơn 114 năm tuổi được đánh giá cao về những đổi mới khi ứng dụng khoa học và công nghệ trong bài giảng.
Isaac Spiro là bệ phóng của những tên tuổi lớn như nhà đồng sáng lập xưởng sản xuất máy bay Airbus Henry Ziller. Chủ tịch đầu tiên của công ty dịch vụ du hành không gian Ariane Space Frederick Dallas. Hay phi hành gia ba lần vào vũ trụ trên tàu con thoi Jean-François Clairvoy. Thành lập sau việc sáp nhập hai trường kỹ sư danh tiếng Spiro và Ensica, Isaac Spiro tích cực tạo điều kiện trau dồi năng lực cho sinh viên quốc tế. Trường cung cấp nhiều học phần hoàn toàn bằng tiếng Anh, miễn phí dịch vụ đi lại, mở tài khoản ngân hàng, gợi ý chỗ ở, đăng ký bảo hiểm y tế. Sinh viên học viện còn có thể hòa mình vào không khí nhộn nhịp của hơn 100 câu lạc bộ thể thao, dự án nghệ thuật, văn hóa, kỹ thuật trong khuôn viên năng động, hiện đại. Viện chú trọng đào tạo các mô hình chính quy, chuyên môn hóa, nghiên cứu và tài chức cho hơn 1.900 người học. Mỗi năm học, nhà trường sẽ miễn học phí và hỗ trợ từ 5.000 đến 7.000 euro sinh hoạt phí cho sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc. Xin được giới thiệu cô Justine là phụ trách sinh viên đến từ trường ECR, trường chuyên về ngành kỹ thuật hàng không. Dạ, xin chào cô ạ. Không biết là ở trường mình thì có những cái chuyên ngành như thế nào? Xin chào Thủy Ngân và quý vị khán giả. Isaac Spiro là cơ sở giáo dục kỹ thuật hàng không vũ trụ chuyên dụng đầu tiên trên thế giới, một trong những trường đào tạo các chương trình khoa học và kỹ thuật hàng không vũ trụ hàng đầu, cấp bằng cho khoảng 20% thạc sĩ hiện công tác ở lĩnh vực này tại châu Âu. Được biết là trường cũng hợp tác với rất là nhiều những đối tác trong ngành hàng không. Vậy thì không biết các bạn sinh viên khi theo học tại trường thì sẽ có cơ hội được thực tập cũng như là làm việc tại các đối tác này như thế nào ạ? Học viện tập trung hướng dẫn thế hệ kỹ sư tương lai, tư duy nhạy bén và xử lý linh hoạt những thách thức đặt ra bởi thực trạng ngành, bám sát tầm nhìn của nhiều cơ quan. Có trụ sở chính tọa lạc ở thành phố của công nghiệp hàng không vũ trụ Toulouse. Đội ngũ giảng viên của trường quy tụ nhiều chuyên gia đang nghiên cứu và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp, CNES, Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Đa quốc gia Airbus, hãng sản xuất máy bay ITA, công ty dịch vụ điện tử Thales, nhiều công ty kỹ thuật hàng không vùng Occitanie. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Isaac Spiro tìm được việc làm lâu dài ở những tổ chức này là vô cùng cao. Thủ đô Paris chắc chắn là trạm dừng phải ghé của những người trẻ say mê lĩnh vực thiết kế và nghệ thuật ứng dụng. Tại Kinh đô Ánh sáng, nhiều chương trình đào tạo uy tín ở chuyên ngành này đã tạo tiếng vang lớn. Trong đó, trường thiết kế Autograph nằm ở trung tâm thành phố, sở hữu lối kiến trúc ấn tượng với đông đảo sinh viên quốc tế từ hơn 35 quốc gia theo học, nhận được sự tin tưởng của nhiều gia đình Việt Nam chuẩn bị có thành viên qua Pháp du học. Thành lập bởi một nhóm nghệ sĩ tâm huyết, Autograph giúp sinh viên thấu hiểu kiến thức cơ bản, rồi mới thành thạo dần kỹ năng chuyên sâu. Trường luôn chủ động thiết kế bài giảng theo phương pháp dự án Project-Based Learning, thúc đẩy khả năng tự học, làm việc nhóm và giải quyết sáng tạo vấn đề. Giảng viên cũng khuyến khích tập thể lớp bày tỏ những góc nhìn cởi mở mang hơi thở cuộc sống. Do đó, sinh viên trường luôn sẵn sàng thể hiện cá tính tư duy qua nhiều báo cáo, đồ án mang tính đột phá trải rộng khắp các mảng thiết kế đồ họa, kỹ thuật số. Kiến trúc nội thất. Trò chơi điện tử, nghệ thuật ứng dụng. Autograph còn thường xuyên triển khai các lớp thiết kế tích hợp tiếng Pháp chuyên ngành,
chương trình nghệ thuật dự bị MANA, khoa học ngắn hạn, sinh viên trường có thể chuyển tiếp nhanh chóng tới các đại học thiết kế nghệ thuật danh giá ở Anh, Ý, Tây Ban Nha, Singapore để chinh phục những chân trời tri thức mới. Đây là một trường mà chắc chắn là những bạn nào yêu thích ngành thiết kế, ví dụ như là thiết kế đồ họa, thiết kế truyện tranh hay là thiết kế trò chơi điện tử sẽ rất là hứng thú được tìm hiểu. Đó là trường Autograph. Và không biết là tại trường mình thì có những cái chuyên ngành nào đào tạo nổi bật ạ? Sau hơn 40 năm triển khai nhiều khóa đào tạo lồng ghép hài hòa nội dung hướng nghiệp, Autograph tạo đà mạnh mẽ để những sinh viên yêu thích thiết kế sáng tạo và nghệ thuật ứng dụng chuyển mình sớm tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp tại nhiều công ty uy tín trong khu vực. Thông qua sự quan sát, định hướng cụ thể từ những nghệ sĩ đã đóng góp xuất sắc cho đời sống văn hóa, xã hội của xứ sở hình lục lăng. Cái ngành thiết kế như vậy thì không biết là các bạn sinh viên nếu muốn nộp đơn ứng tuyển vào trường Autograph thì có phải thi những cái môn năng khiếu không và điều kiện đầu vào thì như thế nào hả thầy? Quá trình ứng tuyển vào trường gồm hai vòng. Trước hết, hội đồng xét tuyển sẽ cân nhắc những hồ sơ phù hợp căn cứ theo CV, thư động lực và portfolio. Chúng tôi đặc biệt quan tâm những dự án công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh, nội thất, thời trang mà sinh viên từng thực hiện. Đó cũng là nền tảng giúp người học trình bày mục tiêu và kế hoạch học tập mạch lạc hơn ở ngày phỏng vấn. Chìa khóa đến với Autograph chính là giàu đam mê và luôn đổi mới. Và thầy có thể bật mí một chút xíu là các bạn theo học ngành thiết kế thì sau khi ra trường thì có thể có những vị trí việc làm như thế nào và mức lương thì có hấp dẫn không ạ? Theo ghi nhận gần đây, cử nhân vừa ra trường thường nhận mức lương khoảng 2.000 euro một tháng. Tuy nhiên, nếu người học hoàn thành bậc thạc sĩ, thu nhập sẽ nhanh chóng tăng lên tầm 3.000 tới 3.500 euro một tháng, tùy vào vai trò như nhà thiết kế đồ họa, kiến trúc sư, giám đốc nghệ thuật. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều và chắc chắn là các bạn đam mê ngành thiết kế thì sau khi nghe những thông tin như vậy thì sẽ tự tin hơn để mà nộp đơn vào trường Autograph của mình. Cảm ơn thầy. Với tiêu chí tìm kiếm sự xuất sắc về học tập lẫn kinh nghiệm làm việc, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xét tuyển học bổng Fund Excellence dành riêng cho sinh viên Việt Nam muốn theo học năm 2 thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở các đại học hàng đầu nước Pháp. Năm nay, học bổng được ưu tiên trao ở 4 nhóm ngành gồm khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn và khoa học kinh tế. Ứng viên phải dưới 30 tuổi. Tuy nhiên, những minh chứng về trình độ chuyên môn xuất sắc có thể giới hạn cho ứng viên đến 35 tuổi. Bên cạnh miễn phí thị thực ghi danh CVET, người học còn được nhận từ 860 đến 1.588 euro, tương đương khoảng từ 22,5 đến 41,5 triệu đồng một tháng tùy theo bậc học. Sinh hoạt phí tại Pháp chỉ khoảng từ 500 đến 600 euro, tương đương khoảng từ 12,8 đến 15,4 triệu đồng một tháng, nên người học có thể dành dụm khoản này nhằm đầu tư những mục tiêu khác. Ngay khi đến Pháp, chuyên viên của Campus Funds sở tại sẽ hỗ trợ sinh viên tìm nhà ở, nhận các khoản bảo hiểm trực tiếp và vé tàu tới chỗ học tập. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng tặng các nghiên cứu sinh học tiến sĩ vé máy bay khứ hồi giữa hai nước. Hội đồng xét duyệt ngưng nhận hồ sơ sau 18 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2023 giờ Việt Nam. Giai đoạn phỏng vấn bắt đầu sau đó khoảng 1 tháng và ứng viên trúng tuyển sẽ được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam công bố vào cuối tháng 2 năm 2024. Mời quý vị và các bạn theo dõi Nhịp cầu du học lúc 7 giờ 40 phút sáng Chủ nhật trên kênh HTV9 để tiếp tục khám phá nhiều thông tin hữu ích về những cơ sở giáo dục đại học tại Pháp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. We'll be right back.